Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay mình sẽ quay theo rừng cho mọi người coi này. Đây. Đây. Hiện tại là mình đang thả hai bầy nha mọi người. Đây là con chó nha mọi người. Con chó nó trông coi con heo rừng này. Đó. Đây mình mọi người nuôi heo rừng á thì mọi người phải thả nha mọi người. Mọi người thường xuyên thả để cho heo nó cứng nha mọi người. Tại vì heo rừng á là mình nuôi nhưng mọi người phải thả. Mọi người nuôi heo mọi người phải thả heo cho nó cứng nhé mọi người. Đừng có nhốt quá. Đây thì mình thả. Cho nó ăn rau nha mọi người ơi. Nhìn đã. Trời lẹ lắm á. Ba bầy nha. Thả ba bầy. Này. Đó đó. Hiện tại ba bầy này cũng 12 con. Nó chạy ra trước rồi. Còn bầy này thì đang kiếm ăn. Mình sẽ hạ thấp xuống nha mọi người. Xem à. Nó ra đằng trước à. Đó. Gì mấy chú? Đấy, con heo rừng này mọi người nó săn chó dữ lắm, nó thấy chó là nó thù dữ lắm. Kìa, hai con heo rừng chọi nhau kìa. Rồi, hai con săn nhau kìa.
Heo rừng ngủ đất nha mọi người. Heo con này. Trời nhiều con heo kìa. Bốn con heo nó bủ kìa. Gió thật má, nó bánh núm hết rồi còn. Bánh núm hết rồi trời. Đông mẹ á. Vậy cả ảnh bú ảnh về ảnh nhắm mắt rồi. Trời nó dụi con dụi mẹ đó kìa. Trời ơi nhụi kiểu này thì sao chịu nổi chứ mẹ. Trời ơi trời. Bánh mẹ vú hết rồi. Bánh mẹ vú hết rồi. Bây giờ vú mẹ có cái bụng có tay coi. Mẹ vú vú ha. Bánh mẹ vú hết rồi. Thôi nó nhủi con đỡ càng ngày càng nhủi nó nhủi luôn.